cho các bạn. Hôm nay chúng ta đã ở sân vận động Bến Tre đó các bạn. Các bạn sẽ coi một trận đấu rất là hấp dẫn giữa đội quân 7. Đội quân 7 đang khởi động. Bây giờ chúng ta cùng tham quan sân nha. Đây là giải của công an tỉnh, đá với công an tỉnh Bến Tre. Thời tiết rất là đẹp các bạn. Các bạn thấy đội quận 7 chúng ta rất là sung sức. Tài xế chụp gôn. Quá dữ. Động tỉnh Bến Tre. Chuẩn bị khai mạc trận đấu. Trận đấu giao hữu. Lên. Wow. Lên. Kiều. Các bạn thấy tài xế dự bị.